Em không đi nha anh. Là sao vậy em? Không đi thì thôi em. Rảnh thì ghé. Ôi, mấy bạn nào mấy bạn đi ra đó đi. Trai không à mọi người? Trai không? Trai không à, trai đẹp không à. Các bạn ơi, các bạn đang coi livestream vào thời điểm hiện tại, các bạn đừng quên tiện tay để lại cho mình xin một like video nha các bạn ơi, các bạn. Cứu mình với. Giỡn với tao. Chết mẹ rồi, cái gì tới cũng tới rồi, cái này tới rồi. Không bám được. Đúng, chụp vô. Nice. Nice, good job em. Amazing, good job. Chưa bao giờ làm mọi người thất vọng. Ok. 1 2 3 Trời ơi, mé một xíu ăn. Ăn gì thì ai cũng biết. Cơm chiên. Ok. Giờ là phải búng qua bên kia. Trời ơi là trời. Đúng là em hiếu lê tên ít. Đó. Ơ? Nani? Ok, hay quá, miếu lên tên đất ơi. Thở đảo rồi, còn gì nữa. Chúng ta qua được những cái mà từ hồi nãy giờ nó làm chướng ngại vật cho chúng ta rồi. Ta lên rồi. Chết mẹ chưa, 22:15 rồi, đóng thuyền rồi. Hình như là vẫn còn cú chót, vẫn còn đi kịp. Ơ? Tao nói nó chuyên nghiệp gì đâu. Cái đó nhảy không được. Đó là bắt buộc mình phải đi đường này. Cái giường này á, mình nhảy một cái nó sẽ lên trên kia luôn. Nhưng mà ngày hôm qua là mình ăn rùa, mà vô tình là nó bay luôn, mình mới qua bên kia được. Chứ ngày hôm nay không biết là nhảy thì sao nữa đó. Bữa là ăn rùa má ơi. Bám lại đi con. Đúng rồi, con không bám lại là chết với tao đó. Mày không bám lại là mày mệt, mày tao khô ngừ á. Ok. Bay luôn lên trên đó nha. Nhớ nha. Trời ơi, chí tại diệt. Trời ơi, mém xíu cút luôn. Nhớ, cái này tôi nhớ chứ. Lấy đà từ ngay cái chỗ này nè. Đó, chạy thẳng lên trên đó. Wow.
qua luôn chứ sao nữa. Nó phải vậy. Thấy chưa? Mấy cái khúc ở dưới á, là kiểu như là không biết tại sao nhảy không được. Nhưng mà mấy cái khúc ở trên này là nhảy một phát là qua, nhảy một phát là qua. Càng khó mình càng dễ nhảy, càng dễ nó mới càng khó. Có quen không ạ? Nhìn chơi như vậy có quen không ạ? Không quen đúng không ạ? Phá đảo luôn nè. Tới đây là được bao nhiêu phần trăm game rồi? Có ai biết không? Cho tôi xin cho tôi biết á. Khúc này nó bị trượt á, cẩn thận á. Sáu mươi, ba mươi hả? Như đây là 90 hả? Cũng cỡ 90% rồi đó sếp. Trời ơi, 90% rồi đó mọi người. Đi tới đây rồi mà còn té nữa thì chịu á. Chiêu quá anh bò ơi, chiêu quá anh bò ơi. Nhảy qua cái cọng dây á. Nhảy lên cái cục đá này là bị cúc nè. Coi như là mình cần ô khoan đã. Ủa? Sao stream của tôi hôm qua tôi nhảy cái nó rớt ta? Tôi tưởng cục đá này là nó bịp chứ. Ok, kìa, sao kỳ vậy? Sao hôm qua bị nó bịp ta? Sao ta? Hôm qua nó bịp Hiếu. Quá Hiếu nhảy lên không có được. Hay hôm qua là hôm qua, còn hôm nay là hôm nay. Hôm qua là chuyện hôm qua, hôm nay là chuyện hôm nay. Hè hè hè. Hả? Theo như tôi nhìn hình như là chúng ta cần phải nhảy qua bên kia đúng không các bạn tôi ơi? Cái giường, có cái giường. Kem chống nhục. Kem chống nhục. Ai có nhục thì hãy sức kem. Naisu, Naisu. Bay đi đâu ạ? Nó chỉ bay qua đây được thôi ạ. Rồi mình nhảy lên cái này để nó đưa mình lên đúng không? Hay là nhảy lên cục đá? Không phải nhảy lên cục đá rồi, nhảy lên cục đá không có được. Hay nhảy lên đây ta. Rồi bám vô đá ta. Chui vô chổng được không? Hình như không lắm á. Nên là mình phải nhảy qua cái... Hay là cái giường ta? Hay là cái giường nó mới búng mà lên trên đây được? Ừ. Chắc cái giường á. Nhảy qua cái giường lắm á. Để nhảy lại cái. Ok. Rồi sao nữa? Chết mẹ chưa? Bám lại, bám lại. Lại xuống. Lại xuống. Yeah. Thoát game. Vẫn chưa thoát được nữa hả?
đến cục đá này. Nhảy qua cái mái hiên. Nhảy qua cục này. Nhảy lên trên đây. Ê, không ai nhảy lên đó hả? Nhảy lên, nhảy bên này. Nice. Lên rồi, 90% rồi, 99% rồi. 99 rồi, 99.9% rồi. Lên cái đảo đó là phá đảo luôn đúng không? Ok. Chết mẹ, nó búng đi đâu vậy các bạn ơi? Lần đầu tiên búng nó búng đi đâu? Theo như nhận định của tôi thì nó chỉ có thể búng lên trên đó thôi chứ không thể búng đi đâu được nữa hết. Bám vô, đại sư. Phát lên luôn. Ủa, sao mọi người kêu tôi là 90% rồi mà sao tôi đi hoài mà nó còn hoài vậy mọi người? Là 99.8% thôi hả? Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. 99 rồi, 99.9% rồi. Ok. Ok, hồi nãy chúng ta rớt gần đây đúng không? Chậm lại thôi heo, chậm lại thôi. Xong chậm lại đi em. Chúng ta phá đảo bởi 1 tiếng 25 phút. Phá đảo ngơ ngác luôn á. Vẫn chưa có chuyện, chưa có hiểu chuyện gì xảy ra luôn. Nhảy cái luôn là lụm luôn hả? Nhảy lên cái lụm luôn. Trời ơi là trời. Game bị trâu đứt chơi. Phần này không hay bằng phần 1. One look, the heat is rising, and I've been cold for so